오빠, 리럼 미소. You see, I am so good at speaking English. Yes, I do. Yes, my major is English. Yeah, I do. Yes. Thank you. Korean accent. Thailand accent. Father. Mother. Oppa, long time no see. I don't know. I'm sorry, Oppa. Do you think I sound like Korean? Do you love me so? Oppa, do you like coffee so? 네, 오빠, I very like coffee so. Hello, my name is Pinky from Vietnam. You see, I am so good at speaking English. You know, if you want to talk in English, you should practice every day, every night, every time. In the future, you can have a good job like me because you can speak English. This is a cup. Most of the people use the cup to drink. The color of the cup is black. My name is Ngoc. I'm 22 years old. I'm from Vietnam. I'm living with my family in Hanoi. My father is a mechanic. He repair motorbike. My mother is a worker. And I have a younger brother. He like it, but I don't like it at all. They are so annoying. I prefer dog. Dog is a very good friend of people. Mình nghĩ là phát âm thì quan trọng hơn. Bởi vì là accent, cái ngữ điệu ấy thì kiểu nhiều nước, rất là nhiều nước nói tiếng Anh ấy, mà mỗi nước nói một kiểu. Nên là để hiểu nhau ấy thì mình nghĩ là chỉ cần phát âm chuẩn cái từ đấy là được rồi. Còn các nước nói khác nhau thì rất là khó để mà có thể bắt chước. Ví dụ như người Việt mà bắt chước giọng người Mỹ hay người Anh thì rất là khó. Người ta cứ nói thế nào để cho mình hiểu nhau là được rồi. Bởi vì học ngôn ngữ là để giao tiếp thôi mà. Chắc chắn là pronunciation quan trọng hơn. Bởi vì accent thực chất là giọng vùng miền và pronunciation là cái phát âm chuẩn. Vì thế nên chắc chắn nó quan trọng hơn rồi. Mình thì mình nghĩ là accent quan trọng hơn. Bởi vì mình thấy thế. Mình thấy là cái pronunciation nó quan trọng hơn rất là nhiều so với accent. Như trong tiếng Việt đó, các bạn có giọng miền Nam và giọng miền Bắc. Mình có hai câu. Câu thứ nhất là xin chào, mình là Ngọc, mình đến từ Hà Nội. Và xin chào, mình là Ngọc, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đều có thể hiểu được dù là một câu giọng miền Bắc và một câu giọng miền Nam. Tương tự như thế khi các bạn nói tiếng Anh, dù là giọng Anh Mỹ, Anh Ấn hay là nói tiếng Anh theo kiểu của người Việt, thì miễn là pronunciation của chúng ta chuẩn, thế là được rồi.